chào cả nhà. Hôm nay Nhung Hà đi chơi, nhà ơi. Tính livestream nói chuyện với cả nhà cho vui, mà về chỗ này mạng yếu quá nên quay tí xíu video cho cả nhà xem. À, bên kia tới nhà anh chồng chơi cả nhà. Đây là nhà xanh của ảnh nè, trời ơi quá chừng luôn. Bự ơi bự luôn cả nhà ơi. À, mình rủ ông xã mua cho mình cái nhà xanh. Wow, hoa gì mà đẹp ơi là đẹp luôn. À, bên kia là chó nhà của ảnh nè. Duke, Duke, come here, sit, 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 good boy, good boy. Đi ra mấy hàng trước mình quay hoa cho nhà xem đó, hoa tulip ở nhà ơi, đủ màu sắc luôn, màu cam nè, màu vàng, màu hồng nè đó. À, mình đi đâu là chó của anh chồng theo mình đó, cưng lắm mà nhà ơi, nó khoái vuốt ghê vậy nè, nó lẻo đẻo theo mình nãy giờ á. Rồi mấy đây là hoa gì nè. Hoa gì bằng vàng rất là đẹp luôn. Hoa cánh nhỏ nhỏ. Mùa xuân tới rồi nhà ơi. Mấy bên đây là hoa mộc lan thì phải. Nó thơm lắm luôn cả nhà ơi. Đây nè. Đây là hoa mộc lan trắng thì phải. Đây nè, đó. Trắng rất là đẹp luôn. Đó, mình mặc cái áo khoác màu trắng kế bên hoa màu trắng. Hay. Chị dâu nói nãy giờ không thấy em nên đi tìm em. Đó, mình đi vòng vòng dạo dạo ngoài vườn qua cho cả nhà xem. Hôm nay không có rảnh làm video nên là qua vòng vòng cho cả nhà xem. Nhung Hà đang đi chơi, khi nào rảnh á về mình ghép video cả nhà xem nha. Hôm nay Nhung Hà đi chơi nên quay tí xíu vài phút nói chuyện cả nhà cho vui. Đó. Đây này nha. Đó. Còn đây là hàng Việt Quất nè. Mùa xuân thì chưa có trái gì hết, chỉ mới có hoa này nọ thôi, vườn cũng chưa có gì hết. Đó này mà xuống mùa khoảng tầm mùa hè, trời ơi, cây của anh đã lắm. Nhưng mà bây giờ không có gì hết nhà. Chỉ có hoa mới nở thôi à. Hoa này là hoa gì ha? Hoa gì mà đang búp búp nè nhà. Ít bữa nữa nó nở cái bông đẹp thì là đẹp luôn. Hoa gì bữa hôm mấy bạn hoa đỗ quyên cả nhà ơi, đúng rồi đúng rồi. Cây đã hoa đỗ quyên ít bữa nó đẹp lắm. Bây giờ nó mới búp búp à. Chưa có gì hết. Chỉ có cái cây hoa mộc lan màu trắng nó nở rộ rất đẹp thôi à nha. Cây này là cây nhà, cái cây gì, cây này là cây sung nè nha. Nó trụi hết lá còn bộ xương không à. Đó, nhưng mà khi mà nó ra lá rồi á hả, trái xum xê đã lắm à nha. Nó cây sung của anh hùng vĩ ghê luôn. Uốn uốn nặng luôn á. Cây của mình thì không sống nổi rồi. Hả? Có mấy cái bông hoa tulip đẹp quá, quay về nhà xem nè. Này là màu à. Màu này màu gì ha? Màu hồng nè, đúng rồi. Bây giờ tối nó úp lại nhà, hồi nãy nó xòe ra đẹp lắm. Này màu vàng nè. Cái này là màu gì à? Màu cam hả? Nó màu cam hết cả nhà ha. Đó màu vàng, màu cam, màu hồng, cái này hơi hồng hồng trắng trắng nè. Đó, đẹp hết cả nhà. Trời mùa hoa tulip nở rồi. Rất là tuyệt vời đẹp luôn. Khoe sắc lại hoa tulip rồi nhà ơi.